Dạ, xin chào tất cả các anh thù ạ. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em, video số 759 ngày 1 tháng 8 nha. Rồi, đầu tháng thì em chúc các anh luôn luôn rực rỡ và chúc trước các anh sức khỏe nha. Thì hôm nay em sẽ gửi đến các anh là những mẫu cần tây lóng ngắn và lóng dài và ba thùng phụ kiện cho mình nha. Ba thùng phụ kiện là cái này là hàng Nhật bãi về đó nha. Nó có lung tung lung beng ở trong đó đó. Và sau cùng em sẽ có là cần sách tay cho mình. Cần sách tay hôm nay em sẽ gửi đến các anh là cần câu lưu sách tay hai khúc dài và ba khúc dài nè. Phía sau sẽ là cần cắm gốc nhé, cần cắm gốc cho mình rất là tuyệt luôn, những cây cần khoen phui xích hết. Chính giữa thì em sẽ có những cây cần lưu UL nè, cần ISO nè, cán vợt nè đấy, và cây cần lục Daiwa, ISO Daiwa. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Giá bên em báo cho bao gồm phí ship mỗi cần là 40.000 nhá, và mỗi phụ kiện là 30.000. Em sẽ đóng ống nước vào về cần và ship có toàn quốc cho các anh. Các nhận hàng được kiểm tra, anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship, hoặc một sản phẩm các anh chị hoàn thanh toán trước em sẽ bao ship nha. Và em xin phép lên sản phẩm đầu tiên nha. Đầu tiên là em xin phép lên cần tay. Cần câu tay hôm nay sẽ có một cây 3m6, những cây này là cần carbon hết các anh nha, full carbon, cần 3m6, hàng Nhật bãi luôn đấy, xuất xứ Nhật bãi về đấy. Cái nói chung cây này còn nguyên, đế còn nguyên, phôi nè được làm nhám, sơn thì sơn bóng bên trên đây, ngọn nè, ngọn của cần là ngọn đặt các nhá, ngọn đặt cho mình đấy, đầu đóng thì màu đen, còn bên giữa thì nó dạng màu xám mực các nhá, xám xanh. Nói chung là bên trong của cây này thì nó đẹp, bên trong của cây này còn đẹp nè, không lỗi lầm nha. Cần ra đắt thẳng luôn, cái này là một cây lóng ngắn. Em sẽ đọc thông số của cần: 3m6, độ cứng 3.5 đến 4H, ngọn 0.5 ly, trọng lượng 72 gram, thu gọn cần là 54,5 cm, mã số 1 giá 600, số 1 600k. Rồi số 2 là một cây Alpha Tecker đến từ bạn Korea xuất Nhật, phôi nó sẵn nè đấy. Rồi cây này có tem này nha, tem tránh sét điện á. Rồi dài 3m6, cây này có tổng cộng 8 lóng, tay cầm được làm nhám, góc của cây này là góc nhỏ cho mình luôn này, tầm nhỏ hơn ngón tay cái nha. Ngọn cần đây, ngọn đẹp, ngọn đặt cho mình, ngọn đặt là sợi thủy tinh đặt ca nhá, bên dưới thì phôi carbon, carbon rộng, carbon là phải rộng rồi, rộng nó mới đúc được đôi chứ này, cần đúc mà. Rồi nước sơn của nó là dạng màu đỏ đô, bên trên đầu lóng là màu đen, cần ra đắt thẳng luôn. Và cái này thông số 3m6, cứng tầm 4 đến 4.5H, cái này cao, cứng trên 4, ngọn 0.7 ly, trọng lượng 92 gram, thu gọn cần là 54 cm, mã số 2 giá cần là 650, số 2 650k. Các anh có thể câu tự nhiên đều ngon nha. Rồi cây số 3 là một cây 2m4, cái này là một cây sút lơ. Có tổng cộng là 6 lóng cho cây 2m4 này, đến từ hãng Suzumi, và cái này thì nó đến từ China xuất Nhật này nha. Tay cầm được làm nhám, phôi rất nhẹ luôn, 80 gram. Ngọn cần đây, ngọn cần là ngọn đặc ạ, và cái này cần đa thẳng luôn, đầu lóng của nó là màu bạc, bên trong là màu xanh mực, cần rất thẳng, độ nảy cao, độ cứng của cần sẽ là tầm 4.5H cho mình, tầm 4 đến 4.5. thì cái này có ngọn 0.9 ly, trọng lượng 80 gram, thu gọn 55,5 cm, mã số 3 giá là 500, số 3 500k. Cần carbon thì nó gấp đôi giá cần flip ca nhá. Rồi tiếp theo 5m4 cho cây cần, có dáng hình con cá ở đây, cái này một cây cần đến từ Nhật, có tem nè, tem màu bạc, tay cầm được làm nhám, 5m4 nhá, có nắp chụp đi kèm. Thì những cây không có nắp chụp em sẽ cố gắng em tìm cho các anh nhá, nếu mà không có phù hợp thì em sẽ tìm cái túi gửi tặng các anh. Ngọn của cần đều là ngọn đặc luôn, và nó được sơn màu bạc theo cái màu phôi cần, đầu lóng là màu tím cả nhá, màu tím này, nó vào video thì nó biến thành ngả màu xanh mực, màu xanh nước biển một tí, phôi của nó còn sáng này, ngoại hình còn đẹp cả nhá. Rồi cần này đa thẳng, độ cứng rơi tầm 3.5 đến 4H, dài 5m4, ngọn 0.6 ly, trọng lượng 199 gram,
Cái này thì nó có chiều dài thu gọn sẽ là 54,5 cm, mã số 4, giá của cần là 650.000, số 4 650 cho cây này. Rồi số 5, một cây cho các anh câu cảm giác đây. Cái này dài 4,5 m, một cây của hãng J-Max, cái này hàng nội địa Nhật luôn nhá. Có đi kèm túi vải, một cái túi da nữa nè, cái túi giày. Đấy, carbon rod nè. Chiều dài cần 4,5 m, tổng cộng là 10 lóng, thu gọn là 57 cm. Cái này có trọng lượng là 123 g, ngọn 0.8 ly, gốc của nó là 16.7 nè, còn phía dưới tay cầm cái gốc dưới luôn á là 19.7. Rồi. Hạn J-Max nha, J-Max thì nó thường là có trong mấy cái lưỡi câu á cả nha. Đấy, ngọn cần là ngọn đặc luôn. Cái này độ cứng của cần sẽ là 3H nha, cho các anh đánh cảm giác. Phôi của nó có nước sơn bên trong còn đẹp. Đấy, cần đa thẳng cho mình. Ngoại hình thì sẽ có vài điểm sơ xước à, sơ xước nhỏ nhỏ. Rồi. Cái này nước sơn còn bóng. Mã số cần là số 5, giá là 650. Số 5 650.000. Số 6 là một cây carbon sắn văn đến từ hãng NFT Power Loop. NFT Power Loop. Cái này dài của cần sẽ là 5,3 m và nó sẽ có nắp chụp đẹp bên trên này. Đấy. NFT nhá. Ngoại hình như video các anh đang thấy nè. Đấy. Có tem vàng, cái này gây nội địa Nhật rồi. 5,3 m. Ngọn cần đây. Đấy, ngọn đẹp luôn. Ngọn đặt tháp, không bị lỗi lầm nè, không bị mắc ngọn nè. Phôi sẵn nè, từ lóng thứ hai là đã sẵn văn rồi. Đấy. Sẵn văn nội cả nha. Sẵn văn nội. Cái này 5,3 m, độ cứng rơi tầm là 3.5 đến 4H. Tầm đó cả nha. Nó cũng khá là nhẹ, trọng lượng là 144 g. Cho cây này. Ngoại hình bên dưới thì nó sẽ có xước, xước dần theo thời gian nó câu quá nha. Sơ sơ thôi. Không ảnh hưởng phôi, phôi không lỗi lầm. Cần thì có ngọn một ngọn là 0.6 ly, trọng lượng là 144 g, thu gọn là 55 cm. Mã số 6, giá là 1.250.000. Số 6 1.250.000. NFT Power Look. Rồi số 7 sẽ là một cây cần lóng dài. Cái này dài 4,5 m nhá, một cây Gyoji Blue Wind. Tay cầm được làm nhám, đế là kim loại nè. Cái này là một cây có độ cứng tầm 3 đến 3.5H nha. Một cây 4,5 m, ngọn của cần là alo vàng gold, xoay 360 độ. Đấy. Nguyên một cây ngọn này là ngọn đặc nhá. Nguyên cái ngọn này là ngọn đặc cho mình. Đầu lóng nó màu bạc nè. Nước sơn của cần sẽ là màu nâu. Màu nâu và phôi carbon sẵn ạ. Rồi. Cần này có ngọn là 0.8 ly, trọng lượng 148 g. Mã số 7, giá cần là 700. Số 7, 700k. Tiếp đến số 8 ạ. Số 8 là một cây có chiều dài cần là 5,4 m ra nha. Một cây 5,4 m đến từ Kodia xuất Nhật. Một cây của SF có tem vàng Kodia. Tay cầm được cuốn chỉ và cuốn dây may. Để thì nó cột khoen bảo hiểm nè. Phôi carbon sẵn cho mình. Độ cứng cây này là tầm 4H nha. Cây này thì độ cứng nảy tốt. Cần đa thẳng tốt cho mình. Ngọn là ngọn đặc luôn. Sợi thủy tinh đặc của Nhật. Phôi của cần sẵn. Nó còn sáng nha. Phôi cây này còn sáng đẹp. Còn sáng đẹp cho mình. Còn sáng đẹp cây nha. Và cây 5,4 m này thì có ngọn là 0.6 ly. Trọng lượng 185 g. Mã số 8, giá cần là 850k. Số 8, 850. Rồi số 9 là một cây Hirabuna nha. Hirabuna nè. Tiger, cái bạn Tiger, bạn con hộ nè. Chiều dài 3,6 m đến từ Korea xuất Nhật, có mã có tem vàng. Cái này lóng dài nha. Cái này độ cứng đôi tầm là 5H nha. 5H trở lên cho mình.
ngọn 1.1 ly, trọng lượng 99 g. Phôi là phôi carbon sẵn, có nắp chụp đi kèm. Ngọn của càng đây ạ. Càng có tổng cộng là 4 lóng ra nhé. Rắc thẳng và rắc nạy luôn. Rắc thẳng và rắc nạy. Làm theo cái bạn phôi Nhật nhé. Và cái này thì có ngọn là 1.1 ly, trọng lượng 99 gram, mã số 9, giá càng là 650, số 9 650.000. Số 10 là một cây 4m5 hay Rabuna, cái này bạn màu đỏ đô, cũng là phôi carbon sẵn cho mình. Tay cầm làm nhám, bên trên làm bóng, có tem vàng đầy đủ luôn. Độ mới thì nó cao hết nha. Độ mới đều cao hết. Rất đẹp rồi. Hầu như là như mới ra nhé. Có ngọn đây. Ngọn căng là ngọn carbon rộng ạ. Nó cũng giống như cái mấy cái bạn kia thôi. Là cái ngọn bên trên là ngọn carbon rộng. Độ mới cái này là mới nha, như mới nha. Đẹp. Cái 4m5 này độ cứng cũng vậy luôn, 5H trở lên nha. Ngọn là 1.1 ly, trọng lượng 138 gram. Căn này mã số 10, giá là 800. Số 10, 800k. Tiếp đến là em xin phép lên phụ kiện cho mình nè. Phụ kiện mã số 11. Cái đầu tiên đi. Thì hộp này rất là nhiều ngăn luôn. Em cho các anh xem nè. Đấy. Kéo ra tới đây luôn. Đấy. Cái hộp này em đo luôn nè. Đây, để rắc để em đậy lại em đo nha. Rồi ở đây sẽ có gì? Ngăn trên nè. Có một cụ băng keo, một khóa linh nè, có một con nhái. Con nhái này nó bị lụng, nó bị cháy lộ trên đây rồi, nhưng mà không sao, các anh lấy cái lưỡi về xài. À, lưỡi nè, quá đà luôn. Đấy. Ở đây có một con cá. Ở đây có một con cá luôn, có một con cá mồi dạ. Đấy, rất đẹp nha. Ở đây có mấy cái phao nhỏ nè, mấy phao nhỏ nè. Đấy, bốn cái phao nhỏ, một con cá lớn nữa. Ở đây có cái này nè. Để làm gì đây? Không biết. Rồi, bên dưới nè. Sẽ có mấy cái chuông với cái lưỡi luôn. Lưỡi này lưỡi lu nè. Lưỡi lu các anh nhá. Lưỡi lu còn ok á. Các anh về cánh tháo này ra. Ở đây có cái đèn à? Phải không? Hình như cái đèn các anh nhá. Nario Tumbic. Hình như là cái đèn đó. Trong đây có lưỡi mồi thì nhá. Mồi thì hai con. Ở đây có con nữa nè. À, đây có mấy con nữa nè. Rồi ở đây có cái thẹo cước luôn, giá cước với cái mồi, cái lưỡi lu nè, lưỡi lu nè. Rồi ở đây có mấy cái vị lưỡi Nhật, vị thẹo lưỡi Nhật. Rồi ở dưới sẽ có vị thẹo lưỡi Nhật nhá. Đây ở đây có cái hộp chì luôn nè, chì với khó linh nha, rất nhiều luôn. Rồi đây, hàng Nhật bãi, hàng cũ cả nhá, nhưng mà chắc là ngon. Đây. Ở đây có bịch gì đây? Bịch thẹo lưỡi đồ các kiểu nè nhá. Nó dùng á. Rồi mấy cái này là thẹo lưỡi mới cho mình. Có mấy cái cũng còn nhiều. Đấy, mấy thẹo này có bóng đục này, mấy thẹo dài dài này nhá. Đấy, thẹo có bóng đục ngon. Rồi. Wow, này mùi giả hay mùi chì. Chì giả, mùi giả gì này. Đấy. Quá đẹp nhá, có cái lưỡi bên trong luôn. Quá đẹp. Rồi bên dưới thì nó sẽ có mấy cái tùm lum ra, tự thẹo, tự làm thẹo nè. Để em xem có cái gì em báo cho các anh nhé. Còn thẹo nữa nè. Ở đây có cái hộp đựng chì nhỏ, khóa linh nhỏ. Ở đây có cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái phao á. Phao này cũng biển quá. Rồi. Rồi, đi kèm thêm là một cái hộp nữa. Cái hộp thì rất là mắc tiền nha. Cái hộp thì mắc tiền đó. Rồi. Có cái này cho các anh luôn. Đấy. Cái rổ đựng cá. Này các anh đi đồng, ra đồng đựng cá rô, cá đồ á. Thấy nhỏ nhỏ thôi. Đây. Rất to luôn. Mình banh ra nó to lắm. Đấy. Một cái hộp. Đậy lại. Lấy cái nắp đậy lại là xong. Dài của nó là khoảng là trên 30 cm nha. Còn rộng của nó khoảng là trên 10, gần trên 15 cm á.
đo dưới đế thì nó to hơn nhá, dưới cái hộp dưới nó to hơn. Cái này mã số 11, giá là 500, 11 rồi. 12 là hộp nhỏ, hộp này 350 nha. 12 có cái gì đây? Một cuộn dù, dù 35 m, chì mét, dù chì mét, dù nhật nha. Có cái hộp đựng đựng chì, hộp này không có gì hết. Có cái thẹo tự buộc, bên dưới thì có cục chì. Ở đây thì có một bịch chì luôn, rất là nhiều nha. Gama cao su, chì gama cao su. Ở đây thì nó sẽ có thẹo chì to, cái này câu biển ngon. Rồi, có mấy cái vị lưỡi, vị thẹo lưỡi buộc sẵn. Owner QH. Bên dưới có cái hộp này rất đẹp. Đây, lưỡi ba ba lưỡi nha. Cái thẹo buộc sẵn ba lưỡi, bên dưới bên trên nó sẽ có mấy cái lưỡi như này nữa. Wow, rất đẹp nha. Cái này em không biết để các anh dùng để làm gì đây. Không biết, 650 yên. Đây có cái hộp chì, còn mấy cái. Bên dưới thì đây. Ồ, nó có cục chì to nữa, săn biển đánh biển nè. Mấy cái đồ linh tinh. Đồ linh tinh cho mình nha, mấy cái thẹo buộc nữa. Đây, thẹo buộc sẵn, lưỡi buộc sẵn. Quá ok. Đấy. Ok, fishing hot. Hàng nội địa Nhật không à. Bên dưới thì sẽ có mấy cục chì to. Đây. Trong đây cũng có nữa nè, trong đây nó sẽ chứa cái mấy cái thẹo cục chì to cả nha. Ở đây có cái cọng cáp. Đây, cáp nha. Đây là cọng cáp. Rồi, sẽ có mấy cục chì bên dưới nha. Có mấy chục chì bên dưới. Hộp này có giá 350. Mã số 12 giá 350.000. Rồi, em cho nó qua một bên trước nha. Rồi, mã 13. Em xin phép lên nhanh tí để cho nó đỡ tốn thời gian. Làm một cái hộp. Rất là nhiều phụ kiện bên trong luôn. Thẹo rồi linh tinh là mấy cái này đánh biển là ngon. Rất là nhiều luôn. Đấy. Em ní đồ các kiểu nữa. Đây, có lưỡi săn hàng luôn. Lưỡi biển, câu biển nha. Săn hàng nè. Đây, toàn là lưỡi to không à. Thẹo lưỡi to buộc sẵn nha nha. À, tất cả lưỡi to săn hàng hết. Rồi, lưỡi to. Qua, wow, cái hộp này nó đánh biển ngon nè. Rồi, có phao biển luôn nhá. Có phao biển luôn. Phao này rất là to. Phao này mười mấy sen lận. Có cục chì nè. Nói chung là cái hộp này là thích hợp cho canh mang đi biển nha. Đây, thích hợp cho canh mang đi biển. À, cái hộp này nữa. Hộp này nó có cái gì ở trong đây nè. Như chì, chì cái nhá, không phải lưỡi luôn, lưỡi to câu biển. Ok, toàn là đồ đi biển không à. Mấy cái bịch này bịch chì em không biết luôn. À, có lưỡi bên trong nhá, dạng cái thẹo nó buộc sẵn á, cuộn cước số 6 nữa nè. Đấy. Rồi, hộp này là mã số 13, giá là 500, 13 500 nhá. Anh nào chuyên câu biển lấy cái hộp này. Rồi, bỏ ra bên. Rồi em xin phép lên cần các anh nha. Đầu tiên thì em sẽ có là một cây dây trong phôi sắn X2 da cho mình. Cái này hãng Alpha Tucker, dài 2m4, độ cứng 30. Đấy, có tổng cộng 2 khúc cho mình. Bát quặng Fuji DBS6. Đây, đế thì nó còn xứ nha, còn xứ cho mình. Phôi thì phôi sắn X2 da. Xứ xích nè. Đấy. Cái phôi này về cánh mà lên khoen á, ngon luôn đó nhá, lên khoen mà cánh câu lua, câu đơn, câu ngâm là ngon nè, cái này nha. Chứ là xứ xích. Cái này về lên khoen là ngon. 2m4 cứng 30. Ngọn 2.6 ly, trọng lượng 293 g, mã số 15, giá là 450. 15 450.000. 16 là một cây cần câu lua UL. Đây. Một cây Deffy nha, Deffy lua UL. Đây, một cây siêu của hãng Sewiter đó, có đó các anh nha. Sewiter. Thì cái này có chiều dài 1m98, độ cứng UL. Lực tải mồi sẽ là 1/6 OZ, còn tải cần sẽ là 2-6 lb. Đấy. Đây, đẹp nè. Tay cầm gỗ bằng nè, bát quặng, bát hạng, khuyên cũng là khuyên hạng luôn. Gỗ bằng thì còn nguyên siêu chưa xế, đế còn nguyên. Phôi thì phôi carbon sắn. Cuốn chỉ chích keo còn tốt cho mấy cái dàn khoen. Đấy.
alo còn nguyên vẹn hết luôn nhá. Và bo chống nổ ở đây, ở đây nó dài ra là ở đây ở bên dưới nó cắm vô. Rồi cái này có ngọn 0.9 ly, trọng lượng 122 gram, mã 16, giá bán là 416 400k, phôi carbon UL các nhá, UL. Rồi 17 là một cây cần 39, một cây cần isofip khoen lớn cho các anh câu đơn câu ngâm, đánh đánh lạc xe cũng được. Cái này ngọn 3 ly, trọng lượng 375 gram, tay cầm cuốn chỉ và có tem Nhật nha, tem Nhật. Bắt gặp Fuji FS7. Đây. Dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji loại xứ xám. Ở đây nó có độ khoen các nha, có độ khoen nè. Anh nào không muốn lấy khoen này thì em sẽ tháo ra em thay cho các anh nha. Khoen của nó nó bị kiểu teo teo vô á nha, teo teo vô cái phần này nè, cái khoen này nè, cái khoen chạy này nè. Nhưng mà xứ là xứ xích nha. Khoen này khoen xịn nha. Đây là khoen xịn nha. Đấy. Cái vòng kim loại của nó còn nguyên hết. Cần thì có tổng cộng là 3 khoen chạy bên trên. Đấy. Cần cứng cấp nha. Cần này cứng trên 25 đó. Phôi đều còn nguyên hết. Rồi. Cái này có ngọn 3 ly, trọng lượng 375 gram, mã 17, giá 290.000. Đấy, các anh muốn thay thì thay, còn không thì thôi lấy xứ xích đi, xứ xích nó mắc tiền đó nha. Rồi tiếp theo là một cây cán vợt. Cán vợt này có chiều dài tầm 3 mét cho mình nha. Nó đến từ hãng Olympic và cán này là phôi carbon sắn ít hai da và trọng lượng rất nhẹ luôn. Trọng lượng chỉ có là 289 gram thôi. Gen của cần em đo là gen 10. Cán vợt rất đẹp nha. Đấy. Có khoen cho mình nè. Và gốc của nó là 25.9 nha. Đây, gen thì đầy đủ luôn. Đây. Có semi chống nổ và phôi còn rất đẹp. Rất mới. Rất mới. Thẳng cứng cáp nha. Một cây cán vượt 3 mét. Anh nào chuyên đi du lịch, dịch vụ rồi các kiểu dùng cây này. Trông nó rất là sang chảnh luôn. Cái này có mã số 18, giá 650, 18 650 nghìn. 19 là một cây ISO khen lớn đến từ hãng Daiwa, Daiwa Subpower, dài 3 mét, độ cứng 15, đến từ Korea xuất Nhật, có mã có tem vàng đầy đủ nha. Cái này thì có dàn khen bát đều là khen bát Fuji, bát là bát gập còn nguyên zin luôn. Đây. Rồi, dàn khoen cần là Fuji loại xứ xám, bên trên có hai khoen chạy. Ngọn của cần là ngọn xoắn toàn thân luôn. Đấy. Cứng 15 nhá, tổng là 3 lóng. Và cần này có ngọn 1.9 ly, trọng lượng 178 gram, mã 19, giá là 580k, 19 580 nghìn. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Video số 759 nha. Cây tiếp theo là một cây cần súp, gọi là cần lục nhé. Dài 4m2, độ cứng 30. Một cây Daiwa Subpower, cũng là đến từ Korea xuất Nhật luôn. Có mã cốt tem vàng hết. Daiwa nha, Daiwa. Cây này 4m2, cứng 30, cứng CX. Bát gập Fuji FS7. Các anh có thể đánh lục, đánh biển, đánh lăng xê. Dàn khoen Fuji loại xứ xám. Khoen cái là một khoen gập. Hai khuyên chạy bên trên. Đấy, phôi rất đẹp. Đấy, phôi càng còn đẹp luôn nhá. Độ cứng cao, độ mới đẹp. Ngọn 2.6 ly, trọng lượng 380 gram, mã 20, giá 890.000, 20 890k. Rồi, 21 sẽ là cần câu lưu sách tay nè. Hàng sách tay nha các anh nha. Đây, một cây 3 khúc đến từ hãng Tactic Enjoy. Và nó sẽ có chiều dài là 3 mét. Nó phối với rất là nhiều hãng các anh nha. Một cây Tactic Enjoy phối với hãng Simic. Một hãng Scorey. Sailwaiter. Đây. Cái dòng Seabass và chiều dài 3 mét. Lực tải của nó sẽ là
2GD, 1 phần 2 đến 2GD. Cái này nó sẽ tại là tầm 2 OZ á. Như vậy. 1 phần 2 đến 2GD là sẽ là, ở đây thường nó sẽ ghi GD là sẽ ghi là OZ nha. Nó ghi giống như kiểu nó ghi cái kiểu gì đó. Cái này lực tải cao. Và tải cần cũng vậy luôn, 8 đến 20 LB. Đấy. Một cây phôi carbon xoắn X2 da. Khoen Fuji loại xứ xám 3 chân. Bát quặng Fuji DBS. Rồi, bát quặng Fuji DBS nha. Khoen Fuji loại xứ xám. Đấy. Alo, Fuji loại xứ xám semi chống nổ đầy đủ luôn. Nước sơn đẹp quá đẹp luôn rồi. Đấy. Sáng, xịn. Cần có ngọn 2.3 ly, trọng lượng 249 gram. Cái này độ cứng cao quá nha. Độ cứng của nó là M trở lên á. Mã số là 21 ạ. Giá của cần sẽ là 950.000. 950.000 được sở hữu một cây cần rất là đẹp luôn. Rồi, 22. 22 sẽ là một cây cần 2 khúc và chiều dài cao. Cần này thích hợp cho các anh lua luôn nha. Đây là một cây đến từ hãng Daiwa. Một cây Daiwa design bởi hãng Daiwa luôn. Là thiết kế bởi Daiwa luôn. Một cây Pacific Phantom S. Chiều dài 3m, độ cứng L. Đấy. Cứng L thì câu cái rất là tuyệt cả nha. Nhất là những anh mà cho hay chơi YouTube á, thường là mua những cây cần cứng L của em luôn. Là cây 3m. Cái này thì lực tải mồi là 21g luôn. L nhưng mà lực tải mồi cao. Cái độ cứng của nó sẽ khác với cái thông số của L. Lực tải mồi 21g, tải cần là 6 đến 12 LB. Bạn Korea xuất Nhật có tem vàng. Mã code tem vàng nằm bên dưới. Phôi thì nó bo sóng chống nổ bên dưới nè. Nói chung là cái cây này thì nó sẽ ra đánh qua nhiều tí nha. Dàn khoen của nó còn nguyên, khoen Fuji là sử nâu. Keo của nó thì nó hơi chóc tí. Bát quặng Fuji Daiwa. Này thì nó dính thôi, dính nó bám thôi. Nói chung cây này không lỗi lầm, từ gốc tới ngọn luôn nha. Nó đã đánh qua thì nó hơi cũ tí xíu nhẹ. Này có đầu bu qua Fuji Six luôn ạ. Fuji Six. Rồi. Cây này có ngọn 2 ly, trọng lượng 199 gram, mã 22, giá của cần là 1.350, 22 1.350.000. Rồi 23 là một cây đẹp nữa, cây này rất đẹp luôn. Cây này đến từ hãng Daiwa. Đây, Daiwa logo Daiwa đời mới nè. Có tem vàng đầy đủ luôn. Rồi. Cần này thì nó sẽ có độ chiều dài là 2m7, độ cứng là M. Cái này nó ghi model no zit cutter. Chắc câu zit được. Và tải mồi rất cao, 10 đến 60g. Tải cần sẽ là 12 đến 25 LB. Nó đến từ China xuất Nhật nha, có mã code và có tem vàng đầy đủ cho mình. Tem vàng nằm bên dưới. Cây này rất đẹp, còn rất đẹp. Anh nào chuyên chơi những cái đời tốt á, thì nhìn những cây này vô là biết à. Biết hàng chính hãng hay là hàng nhái liền à nhá. Dàn khoen Fuji Six 3 chân. Bát quặng Fuji Daiwa. Nói chung cây này rất đẹp rồi. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Độ cứng là M nha. Đấy. Alo nè, Fuji Six nè. Còn nguyên vẹn luôn cho mình. Đấy. Cho các anh xem nhá. Anh nào đã chơi sành rồi thì sẽ biết những cây này. Nước sơn còn đẹp hết. Ok. Cái này thì sẽ là một cây có ngọn là 2.2 ly, trọng lượng em đo, em cân là 203g, mã số 23, giá của cần là 1.650, 23 1.650.000 cho cây Daiwa này. Câu lóc chẹm hay là hình như là câu dít cũng được á. Rồi 24 là một cây cần câu lua 2 khúc luôn nữa. Cái này thì nó có hụt ngọn một tí cơ nhá, em xem ở bên trên đầu nó có hụt một tí. Cái này là một cây có chiều dài 3m và nó đến từ hãng AB Spezo. Lực tải mồi sẽ là 5g đến 40g luôn, còn tải cần là 8 đến 25 LB. Đấy, các anh muốn lực tải mồi nhái thật đó, các anh dùng những cái cây cần có lực tải cao. Cái này độ cứng medium light, độ cứng ML. Tay cầm gỗ bằng, bát quặng Fuji. Ở đây có khoen nữa nè, chế thêm một cái nữa nè. Ở đây có cái nhỏ, ở đây nó chế thêm cái nữa. Rồi, có bo chống nổ đầy đủ rồi. Dưới này mình chà đánh lại là đẹp, keo chỉ nó còn chắc nha. Dàn khoen Fuji loại xứ xám. Cái này độ cứng ML nha. Và nó sẽ hụt một tí xíu.
tầm 5 sen cho mình nha. Alo nó đã được thay Fuji dạ quang. Đấy, nước sơn nó màu nâu. Màu nâu có kim tuyến nhẹ nhẹ cho mình. Thì cái này có ngọn 2 ly, trọng lượng 238g, mã 24, giá cần là 1.250. 24 1.250.000. Khoen đề bà nó rất là cao. Khoen này rất cao nha, cao hơn khoen bình thường luôn. Rất cao. Rồi tiếp theo sẽ là những cái cắm gốc ạ. Cắm gốc mã số 25. Đây. Một cây này rất là tuyệt vời cho cái đánh dít biển được. Đây, cây này là độ cứng rất là đã luôn nhá. Cứng cảm giác. Rồi. Nó đến từ hãng Daiwa. Một cây có chiều dài cần khoảng chừng là 68 thì nó khoảng chừng là 24 1m8, 2m04 nha. Cây này 2m04. Độ cứng là L. Tại JBE các anh dùng số 1 đến số 3, còn dít mát mồi thì các anh tại mát 80g mồi nha. Đấy, nó có thông số ở trên đây rồi. Cái này là một cây cắm gốc cho mình. Tay cầm cán mút bát quặng Fuji Gold. Grand Quest của Daiwa. Đây Grand Quest nè, đấy. Mấy cần này thì bán giá giống như giá nhập cho mình luôn cả nhá. Khoen của nó, hai khoen của nó xoay đầu giống với nhau nè. Đây là khoen đề ba xoay đầu nè. Khoen Fuji Six. Alo Fuji Six môi trẻ giống sẵn dây luôn. Đây. Đấy. Rồi, cái này độ cứng cho cái anh đánh cảm giác câu dít nè, nó giống như dít lai gì đó. Và cái này ngọn 1.9 ly, trọng lượng 313g, mã số 25, giá 1.450. 25 1.450.000 nha. Tiếp đến 26 sẽ là một cây cắm gốc nữa. Cái này khoen nó khá là to. Đây là một cây của Osset của hãng Smith nha, Smith. Đây mọi người xem Smith nè. Ở đây phần này nó hơi chóc một tí xíu. Nhưng mà cái bát nó vẫn còn nguyên nha. Ở ngoài là cái lớp vỏ thôi. Ngoài là cái lớp vỏ kim loại thôi nha. Chữ Fuji nè. Rồi, tay cầm cán mút. Nó sẽ có thông số là ở đây 18, 21, 2m28 cả nha. Chiều dài cần 2m28. Và sẽ có lực tại là ở đây nó ghi rất là nhiều. Lua thì cái lua 48g. Line thì cái 10 đến 14 lb. Đờ đất là mát đờ đất 4 kg. Fighting đờ đất là 1 đến 2,5 kg. Nó ghi là như vậy cả nha. Hãng Smith. Ôi sẵn. Và khoen Fuji Six cả. Đây. Alo Fuji Six luôn cả nha. Alo Fuji Six môi trẻ giống sắn dây. Người dùng họ có buộc lại chị rồi, họ có không phải buộc lại chị mà họ buộc thêm á nha. Fuji Six môi trẻ giống sắn dây. Rồi. Cái này có ngọn là 2.5 ly, trọng lượng 278g, mã 26, giá 1.500. 26 1.500.000. Rồi 27 là một cây một khúc. Một khúc cho mình. Nè, độ cứng nè. Rất nạy luôn. Rồi một khúc này là đến từ hãng Soudiot. Soudiot là đến từ Nhật ca nha. Soudiot. Cái này có chiều dài cần sẽ là 1m5, 24, 1m74 ca nha. Một khúc ạ. À. Dây dù bia cánh tại là 5 luôn, số 5 luôn. Đây em sẽ cho các anh xem thông số, nó nằm ở trên cái ngọn ạ. Nó nằm ở trên đây nha. Thông số của nó em sẽ đọc tại mồi mát 80g. Dây BE và dùng dây số 3 nha, dây số 3. Còn đây lực tải của nó là sẽ là 30 lb. Đờ đất của nó là setting là 4 kg. Tay cầm cán mút bát quặng Fuji chữ vàng. Bát là bát màu xám, khoen là khoen Fuji chân dài nha, chân cao à. Rất cao nha. Khoen Fuji xích hết. Cái nhìn vô là biết xíu xích rồi. Alo Fuji xích luôn, môi trẻ giống sẵn dây. Rồi, một cây một khúc nha. Cần này là một cây cần đến từ Nhật. Ngọn là 2.1 ly, trọng lượng 229g. Và 27, giá là 1.650. 27, 1.650.000. 28 là một cây cắm gốc thích hợp cho cánh dùng máy ngang. Một cây đến từ hãng Daiwa. Đây, Daiwa. Rồi, một cây Daiwa bản đời rất là tuyệt vời. Cái này có tên nè, tên tiếng Anh Ocean Wit Big Game. Rồi có tem vàng.
Thì cây này cái thông số của nó để em tìm xem, nó không có ghi luôn hả ta? Đây đây đây, nó ghi thông số ở dưới nè. Rồi, chiều dài của cây này thì chắc là 2m28 rồi. Và lực tải mồi nha, sẽ là 1 nhân 1 phần 2 oz, từ 1 phần 4 oz đến 1 nhân 1 phần 2 oz. Tải cần sẽ là 4 đến 12 lb. Đấy. Rồi, ok, nó ghi như vậy nha. Khoen cần là khoen Fuji 6 3 chân. Bát quặng Fuji Daiwa tay cò. Đấy. Keo của nó thì nó sẽ là hơi khô khô nha. Alo Fuji 6 môi trẻ chống sắn dây. Cái alo nào cũng vậy luôn, những cây này, những cây cắm gốc alo nào cũng là chống sắn hết. Rồi, cần có ngọn 2.2 ly, trọng lượng 269 gram mà 28, giá 1 triệu 450. 28 1 triệu 450 nghìn. Rồi 29, cây cuối cùng là một cây cán màu đỏ hồng nè. Rồi, cái này thông số sẽ là chiều dài cần là 2m1, tải mồi là 10g đến 28g, tải cần là 8 đến 20 lb, đến từ Đài Loan xuất Nhật, một cây kata đến từ Đài Loan, Jackson nhá, nó đến từ hãng Jackson. Đúng rồi, cái này là của Jackson rồi. Rồi, ở đây cuốn chỉ, chích keo, bát quặng Fuji vàng, khoen Fuji loại xứ xích. Tất cả dàn khoen ở đây thì đều là đẹp hết cả nhá, ở cho nó keo á, cái keo của nó nha, các anh đừng có tháo keo đó ra. Tháo keo đó ra mất công ảnh hưởng tới cái sứ nó bị rớt. Alo Fuji 6 môi trẻ chống sắn luôn. Ngọn của nó sẽ nảy nè. Đấy. Cánh vừa lôi vừa giật, vừa lôi vừa giật ngon lắm. Và cái này thì có ngọn là 2.1 ly, trọng lượng 233 gram mà 29, giá 1 triệu 400. 29 1 triệu 400 nghìn. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Chia sẻ giúp em ạ. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo sẽ ra. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Em chúc anh đi công may mắn. Xin chào tạm biệt ạ.